Xin chào quý vị và các bạn. Mưa và rét chính là cảm nhận của người dân miền Bắc lúc này. Gió mùa đông bắc có cường độ mạnh đã mang theo đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng đầu tiên trong mùa đông năm nay. Nhiệt độ theo đó cũng giảm mạnh. Vào ban ngày thì trời giảm mưa dần nhưng vẫn nhiều mây, nền nhiệt cao nhất ở Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 15 cho đến 18 độ. Cả miền Bắc trời rét đậm diện rộng, riêng khu vực vùng núi phía Bắc trời rét hại. Không những thế, khu vực núi cao còn có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Người dân cần phải lưu ý che chắn chuồng trại cẩn thận, bảo vệ cho cây trồng và vật nuôi trước thời tiết khắc nghiệt. Thời tiết thay đổi lại đang trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, quý vị cần tăng cường giữ gìn sức khỏe của mình, thường xuyên súc miệng, nước muối ấm, bổ sung vitamin C để tăng sức đề kháng, giữ ấm cơ thể và vận động thể dục thể thao thường xuyên là những cách hiệu quả để bảo vệ sức khỏe của bản thân. Cũng là nơi chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, Trung Bộ hôm nay nhiệt giảm sâu. Khu vực phía Bắc miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh dưới 19 độ. Từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế chỉ còn 19 cho đến 21 độ trời rét. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi nhiệt độ hạ còn 22 cho đến 24 độ trời lạnh. Trong khi đó ở các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận chỉ từ 25 cho đến 28 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ vẫn là khu vực có thời tiết đẹp nhất trong ngày Chủ nhật cuối tuần. Ban ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên từ 25 cho đến 28 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ từ 31 cho đến 32 độ, một vài nơi miền Tây có mưa về chiều. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên toàn Biển Đông bao gồm hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều có mưa rông, gió mạnh và biển động, không an toàn cho các hoạt động hàng hải. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng ngày 26 tháng 12 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Thank you.